Truyền thông phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú anh chị, vừa qua Trung tâm Dưỡng sinh tỉnh Bình Dương đón tiếp thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cha từ yêu thương cho không, theo lời mời ông Trần Văn Mai, phó chủ tịch hội đồng quản lý viện nghiên cứu và thực hành khoa học dưỡng sinh, đồng thời là giám đốc trung tâm dưỡng sinh tỉnh Bình Dương. Buổi thăm diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng với sự tham gia của gần 300 học viên. Tại buổi tiếp xúc, thầy Nguyễn Tấn Thanh đã chia sẻ chi tiết về các phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư bằng cháo nano và thảo dược nano. Đây là những phương pháp độc đáo và tiên tiến được phát triển bởi cố linh mục, nhà nghiên cứu cha Pero Nguyễn Văn Tường. Thầy Thanh đã phân tích tỉ mỉ và giải thích cách thức hoạt động của các phương pháp này, cũng như các ưu điểm nổi bật trong việc hỗ trợ điều trị ung thư. Đặc biệt, thầy Nguyễn Tấn Thanh đã nhấn mạnh những thành công đáng kể trong quá trình hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư, với hàng trăm bệnh nhân, bao gồm cả bệnh nhân quốc tế đã được cứu sống và cải thiện được sức khỏe nhờ vào các phác đồ hỗ trợ điều trị tại phòng khám, chứng tỏ hiệu quả rõ rệt của các phương pháp hỗ trợ này. Buổi nói chuyện không chỉ cung cấp thông tin bổ ích mà còn mang lại sự động viên lớn cho các học viên và nhân viên tại trung tâm dưỡng sinh. Sự chia sẻ của thầy Nguyễn Tấn Thanh đã mở ra nhiều cơ hội mới trong việc áp dụng các phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư tiên tiến và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư. Buổi đến thăm và chia sẻ kết thúc thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc và nhiều cảm hứng cho tất cả những người tham dự. Kính thưa quý ông bà, cô chú anh chị, trong hành trình đầy thử thách đối mặt với bệnh ung thư, sự cảm thông và hỗ trợ từ đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên là vô cùng quan trọng. Gần đây, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã tiếp nhận và đồng hành cùng bệnh nhân Phạm Thị Mừng, 64 tuổi, tại Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu, người đang phải đối mặt với bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối đã di căn lên gan. Bệnh nhân Phạm Thị Mừng đã chịu đựng đau đớn và khó khăn trong suốt 2 năm qua, đã gõ cửa nhiều cơ sở y tế để tìm kiếm sự hỗ trợ điều trị và niềm hy vọng. Dù đã trải qua nhiều phương pháp hỗ trợ điều trị khác nhau, tình trạng bệnh ung thư không có dấu hiệu thuyên giảm. Điều này đã phần nào làm giảm đi niềm tin và sức mạnh của bà. Với tinh thần đồng cảm và trách nhiệm, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thị Mừng với sự chăm sóc tận tình và sự hỗ trợ không ngừng nghỉ. Đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên y tế của phòng khám đã lập kế hoạch hỗ trợ điều trị ung thư cụ thể và giữ gìn phác đồ trong suốt thời gian 3 tháng tới. Mỗi ngày, bệnh nhân sẽ được sự theo dõi chặt chẽ và hỗ trợ cần thiết từ các thầy thuốc, nhằm đảm bảo rằng bà Phạm Thị Mừng sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất và tối ưu hóa hiệu quả của liệu trình hỗ trợ điều trị ung thư. Tuy nhiên, bên cạnh sự chăm sóc y tế chuyên nghiệp, điều quan trọng không kém là nghị lực và tinh thần vững vàng của bệnh nhân. Đối mặt với bệnh ung thư giai đoạn cuối là một thử thách to lớn, và bệnh nhân Phạm Thị Mừng cần phải giữ vững niềm tin và nghị lực trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị. Sự lạc quan và sức mạnh tinh thần có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ quá trình phục hồi. Phòng khám cha từ yêu thương cho không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn hy vọng rằng với sự kết hợp của y học hiện đại và sức mạnh tinh thần của bệnh nhân Phạm Thị Mừng sẽ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi cam kết đồng hành và hỗ trợ bà Phạm Thị Mừng hết mình trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị. Và tin rằng với sự chăm sóc tận tâm, bệnh nhân có thể tìm thấy sự cải thiện và phục hồi. Chúng tôi chân thành mong rằng những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự tận tâm của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ mang lại kết quả tích cực và hy vọng cho bệnh nhân Phạm Thị Mừng. Xin trân trọng. Cô là họ tên Phạm Thị Mừng. Phạm Thị Mừng, cô ở Bà Tô Xuyên Mộc thuộc Bà Rịa Vũng Tàu. Lần đầu tiên thì nó bị sốt,
sốt xong bắt đầu nó đi cầu. Thì đi cầu thì nó cứ đi ra máu. Thì bắt đầu ấy là đi lên thành phố rồi đi kiểm tra thì như vậy là nó bị ung đại tràng rồi di căn lên gan. Rồi bây giờ thì nó tiếp tục bắt đầu về bệnh viện Chợ Rẫy. Nhập viện Chợ Rẫy thì như vậy là được gần 2 năm rồi. Thì bây giờ thì nói chung là cứ vô thuốc hàng tháng vậy. Thì bây giờ cứ đi về Chợ Rẫy để vô thuốc, để uống thuốc, hóa trị. Bây giờ cô hóa trị được 17 mũi rồi, 17 lần. Thì nói chung á, thì cái năm ngoái này 12, được 12 toa thì như vậy là bệnh cũng dừng. Thì bác sĩ nói là bây giờ cũng qua bệnh của cô cũng tốt rồi. Bây giờ hỏi bây giờ thì có mổ được hay không? Bác sĩ nói là cô mổ cũng được, cô không mổ cũng được. Thì bắt đầu với này cô này có bệnh tiểu đường. Các con cái thì nó nghe vậy nó mừng quá, nó bảo ôi chứ không mổ được là tốt. Hỏi bác sĩ bây giờ không mổ thì làm sao bác sĩ? Bác sĩ nói là cứ về nhà về lấy thuốc hàng tháng uống. Uống thời gian thì như vậy là cũng được 7-8 tháng, cách 7-8 tháng là coi như vậy là. Rồi đến khi mà đến cái giai đoạn mà như vậy là nó đi cầu nhiều quá. Nó đi ra máu không à, đi ngày đi đêm ngày 20 lần có. Rồi như vậy là cái đi xử lý cái bệnh đi cầu. Hôm cuối năm đi xử lý cái bệnh đi cầu thì như vậy là cũng chẳng dừng được. Rồi tiếp tục thì con nó thương quá thì các con ta bảo vậy là bây giờ con xin cho mẹ thôi, giờ thì quay về để cho xin cho mẹ mổ. Thì bây giờ cũng vào thì bệnh viện quay lại cái chỗ mà hóa trị thì như vậy là xin hóa trị thì như vậy là để kiểm tra rồi có thế nào xin mổ. Thì bác sĩ hội chuẩn như vậy là bây giờ không mổ được. Nó cái u nó to mà nó phát lên gan nhiều thì không có mổ được. Cho đến ngày nay thì như vậy là không, bây giờ vô thuốc kiểu nó cũng không ăn thuốc nữa. Thì bây giờ nó mỗi lần đi về hai đợt vừa rồi là muốn quỵ rồi. Mà đi lại không nổi thì con cái nó bắt ở thành phố để con cái nuôi, không cho về dưới quê. Thì như vậy là cháu con nó mới nghe thế, ở đây là cha ở dưới này như vậy là chữa bệnh hay. Thì bây giờ thì chỉ có chữa về ung thư. Rồi như vậy là con cái mới nào bắt đầu ngày tuần trước ấy thì cũng trở xuống đây để gặp thầy ở dưới này rồi. Thì thầy cũng tư vấn, nhưng mà bây giờ trên đường thì thầy nói là bây giờ nếu như còn vô thuốc mà tốt ấy, thì cứ về theo thuốc, rồi theo vô thuốc đi. Rồi như khi nào bác sĩ nói là không vô được thuốc nữa thì cô về cô kiếm thuốc nam uống. Thì lúc bây giờ cô phải quay về đây. Nhưng mà trên đường về bây giờ cô suy nghĩ rồi, bây giờ mỗi một lần hóa trị là cô đau đớn quá. Bây giờ cô quỵ thì bây giờ cô nói là thôi tốt nhất là buông bỏ sớm thôi. Để cô quay về dưới này để cô uống thuốc nam. Đó là hôm nay cô lại tiếp tục cô xuống. Thì bây giờ trước hết ấy, đến đây thì bây giờ cũng gọi là bây giờ gặp gỡ các thầy, các cha. Thì bây giờ nếu như thế nào, bây giờ cũng chỉ mong muốn làm sao mà được các thầy, các cha như vậy là giúp đỡ mà được có thuốc như vậy là ăn uống đầy đủ. Thì như vậy là để cho bệnh thuyên giảm, nhanh khỏi. Thì bây giờ thì trước hết thì về đây thì cũng không biết nói làm sao. Bây giờ thì giờ mới bước đầu. Thì bây giờ cũng đến bước đầu đến thì cũng xin cảm ơn cha và các thầy, các sơ dưới này. Chứ bây giờ thì tiếp tục để theo con đường để đi theo uống thuốc. Bây giờ nói chung bây giờ thầy hôm trước cũng có tư vấn rồi. Thì bây giờ thì nghe vậy thì bây giờ cô quyết tâm. Dù cỡ nào cô cũng theo luôn. Chứ bây giờ ăn uống cỡ nào cô cũng chịu luôn. Bây giờ cô không có nghĩ gì đến cái chuyện là ngoài ăn uống ngon lành bây giờ đồ ngon thuốc bổ gì nữa là cô cũng không bỏ luôn. Nói chung là từ hồi cô bệnh bây giờ là nói chung những cái thứ mà của ngon vật lạ là cô cũng không ăn rồi. Cô cũng kiêng nhiều lắm. Gọi là ăn chút đỉnh thôi. Cho nên là ngày nay cô cũng gượng cho đến ngày hôm nay được như thế này là cũng mừng rồi. Thì bây giờ lần này là lần cuối cùng đến đây thì bây giờ thì thôi thì cứ về đây thì bây giờ cha và các thầy mà nói thế nào thì bây giờ thì cô vẫn tuân theo. Bây giờ chỉ có hy vọng thôi chứ bây giờ thì nói chung cũng chẳng hết rồi, đến đây là ăn men uống thuốc cầu nguyện.
Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy,
chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim,
thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà cô chú anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà cô chú anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà cô chú anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà cô chú anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà cô chú anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.